Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường phòng chống tác hại của rượu bia, nhất là trong dịp Tết Canh Tý năm 2020. Triển lãm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Những chuyến xe yêu thương chở bệnh nhân về quê ăn Tết. Rộn ràng ngày Tết của học sinh Bản Mông, xã Tả Ngải Trồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, chợ đầu mối nông sản Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã trở nên tất bật và nhộn nhịp hơn khi nhu cầu tiêu dùng mặt hàng thực phẩm ngày Tết của người dân tăng cao. Chợ đầu mối nông sản Đông Tảo hoạt động nhộn nhịp từ 23 giờ đêm đến 15 giờ chiều. Thời điểm này, chợ đầu mối Đông Tảo luôn tấp nập cảnh mua bán. Các mặt hàng nông sản thực phẩm như hoa quả, rau củ, thịt cá với đủ các chủng loại phong phú, mẫu mã đẹp được lấy ngay tại địa phương và một số tỉnh thành miền Bắc đều được vận chuyển về đây để phục vụ thị trường Tết. Vào dịp Tết này, chợ thì đông vui tấp nập hơn. Bình thường thì ngày mình chỉ bán tấn thôi. Mà Tết này thì mình bán được đến 3-4 tấn một ngày. Mà năm nay so với mọi năm là bán mặt hàng này chạy hơn so với mọi năm. Nói chung là mình buôn bán năm nay là mình thấy thuận lợi hơn. Trong dịp Tết Nguyên đán này, ngoài các mặt hàng truyền thống thì chúng tôi còn có thêm các cái loại mặt hàng bán như là Phật thủ, rồi là táo, dưa vàng để thờ, rồi là vú sữa, rồi rất nhiều các mặt hàng khác. Nó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tôi là khách hàng thường xuyên đến chợ Đông Tảo này mua hàng, và trong đợt Tết Nguyên đán này ở chợ Đông Tảo này rất hàng mặt hàng rất phong phú mà rất đa dạng, và giá cả phải chăng không bị chèn ép mà lựa chọn rất thoải mái, hàng hóa thì chất lượng đảm bảo. Tôi thường xuyên về chợ Đông Tảo mua các cái thực phẩm, ví dụ như là thịt cá rồi là rau củ quả. Các thực phẩm ở đây thì rất là tươi và ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm nên là mình yên tâm. Theo ban quản lý chợ Đông Tảo, từ ngày 20 âm lịch đến nay, vào những ngày giáp Tết, sản lượng hàng hóa tăng lên gấp đôi so với ngày thường. Bình quân mỗi ngày có khoảng từ 300 đến 400 tấn nông sản thực phẩm được các thương lái và người dân trở về tiêu thụ tại chợ. Để đảm bảo cái an toàn trong cái đợt Tết này thì về an ninh trật tự là triển khai là tập trung 100% quân số đi tuần tra, rồi có những cái phối kết hợp với các ngành ở bên công an để có vẻ là giao các cái cam kết về phòng chống cháy nổ, rồi là trấn áp tội phạm, có giao cam kết các hộ kinh doanh hàng thực phẩm, hàng rau củ quả là cam kết là hàng phải xuất rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo cho người dân trong đợt Tết này có cái cuộc sống có vẻ là nó an toàn nhất. Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, ban quản lý chợ Đông Tảo còn tuyên truyền các tiểu thương trong chợ không chỉ bán hàng hóa đảm bảo đúng giá cả thị trường mà phải cung ứng sản phẩm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm mang đến cho người tiêu dùng một cái Tết vui tươi, an toàn. Để chủ động nguồn hàng và kiểm soát giá cả các mặt hàng dịp Tết, nhiều biện pháp bình ổn các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn đã được các đơn vị trong tỉnh Quảng Ninh triển khai tích cực, góp phần đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân. Để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, đặc biệt là vào dịp Tết, ngay từ những tháng cuối năm, cơ sở chế biến đặc sản hải sản và thủy sản Vân Đồn đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu, đồng thời thực hiện chế độ khuyến khích người lao động tăng ca, tăng năng suất, sản lượng sản phẩm. Trung bình một ngày, cơ sở sản xuất được 450 lít nước mắm Xá Sùng, gấp 4 đến 5 lần so với ngày thường. Chúng tôi vẫn giữ được ổn định cái giá sản phẩm, kể cả là ngày Tết và ngày thường, không có biến động về giá cả. Nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng đã chủ động triển khai nhiều giải pháp vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động, vừa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh năm nay cũng đã dành gần 600 triệu đồng để duy trì bình ổn giá. Thời điểm này, công ty sản xuất trung bình 2.000 sản phẩm một ngày. Vào dịp cuối năm ấy thì cái nhu cầu mua hàng của người dân tăng lên, thế nên là doanh nghiệp cũng phải tăng cái sản lượng sản xuất lên gấp đôi so với ngày thường. Bên cạnh đó thì cái phần là nguyên liệu cũng bị tăng giá, nhưng mà chúng tôi vẫn cố gắng giữ cái giá ổn định. Cùng với các đơn vị sản xuất, hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại cũng đã chủ động phong phú nguồn hàng,
và triển khai nhiều chương trình khuyến mại, niêm yết giá sản phẩm và cam kết không tăng giá. Đón Tết Nguyên đán, tỉnh Quảng Ninh đã xã hội hóa hơn 500 tỷ để dự trữ hàng hóa, bình ổn giá, tập trung chủ yếu cho các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sở Công Thương xác định là tập trung các hoạt động quản lý thị trường thật là tốt để mà giúp cho cái thị trường nó bình ổn, hàng hóa được đáp ứng đầy đủ, phục vụ cho người dân đón Tết Nguyên đán, chỉ đạo các địa phương rà soát lại cái nhu cầu của người dân. Cùng với đó là triệu tập họp các cái tập đoàn bán lẻ để mà tìm các cái giải pháp đáp ứng nguồn hàng phong phú và đầy đủ. Với những giải pháp tập trung và cách thức triển khai đồng bộ, công tác bình ổn thị trường đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong việc đảm bảo nguồn hàng, kiểm soát giá cả, đồng thời phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2020. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp quy định về xử phạt hành vi đổi tiền lẻ dịp Tết Canh Tý năm 2020, dịch vụ kinh doanh đổi tiền lẻ vẫn lén lút hoạt động. Điều đáng nói, tỷ lệ tiền đổi chênh lệch tăng chóng mặt từng ngày. Vào dịp giáp Tết, rất nhiều người dân có nhu cầu đổi tiền lẻ. Các ngân hàng đều có chính sách đổi tiền khi có nhu cầu, tuy nhiên vẫn phải tùy thuộc vào chi nhánh giao dịch còn tiền lẻ trong quỹ hay không. Thực tế, do số lượng người đến đổi tiền lẻ nhiều nên sẽ xảy ra trường hợp khan hiếm. Vì khan hiếm nên nhiều người sẽ tìm đến các điểm chợ đen, trang web để đổi tiền lẻ. Khảo sát cho thấy, bảng giá đổi tiền lẻ có mức chênh lệch khá cao, với mệnh giá từ 1.000 đến 2.000 đồng, các chủ kinh doanh áp mức phí đổi từ 10.000 đồng, khách nhận về 8.000 đồng. Mệnh giá 500 đồng, đổi 10.000 đồng sẽ được nhận về 7.000 đồng. Nhiều đầu mối khẳng định, muốn đổi bao nhiêu cũng có, với các mệnh giá từ 500 đồng đến 5.000 đồng. Mệnh giá càng thấp thì mức phí đổi càng cao. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về tăng cường thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số 100 năm 2019, quy định về xử phạt hành vi trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Việc tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ là lời cảnh tỉnh đối với các lái xe trong dịp Tết này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng chống tác hại của rượu bia, nghị định số 100 với các hình thức đa dạng phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các quy định trong luật phòng chống tác hại của rượu bia và tính phòng ngừa, cảnh báo, giúp nâng cao nhận thức và giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại nghị định số 100. Tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện đã uống rượu bia không lái xe, trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động. Sau hơn nửa tháng luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực thi hành, trong thực tế, ghi nhận ban đầu cho thấy số nạn nhân cấp cứu do tai nạn giao thông không hề giảm, nhưng đã có dấu hiệu giảm lượng bệnh nhân tai nạn giao thông có sử dụng rượu bia. 17 tuổi, đến từ Phú Thọ, bệnh nhân này phải nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông. Người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân vừa phải phẫu thuật do chấn thương sọ não. Cơn nguy kịch đã qua, nhưng chưa biết đến bao giờ mới có thể bình phục. Cháu đang đi xe máy đường thẳng, thì gặp hai bà cháu đang đi ở trong ngõ ra. Thì là cháu bóp phanh gấp, thì là cháu nó bị ngã. Ngoài các trường hợp tai nạn giao thông do bất cẩn, trong tuần qua, Bệnh viện Việt Đức cũng đã tiếp nhận hàng chục trường hợp bị chấn thương nặng do sử dụng rượu bia, nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Bệnh nhân vào thì cái đánh giá về ý thức của bệnh nhân rất là khó khăn vì bệnh nhân không tỉnh táo hẳn để trả lời những kích thích đáp ứng của bác sĩ. Rất khó đánh giá những cái tổn thương khác kèm theo về chấn thương sọ não, chấn thương lồng ngực, chấn thương bụng. Trong lúc đi làm các xét nghiệm hoặc là trong lúc theo dõi, bệnh nhân có thể trào ngược, gây ra suy hô hấp, bệnh nhân có thể ngừng tuần hoàn. Theo các bác sĩ, cùng kỳ năm ngoái, chỉ trong 6 ngày đầu năm, bệnh viện đã tiếp nhận 324 bệnh nhân cấp cứu do tai nạn giao thông, trong đó 49 bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu. Còn trong nửa tháng đầu năm 2020, bệnh viện tiếp nhận gần 600 bệnh nhân tai nạn giao thông, trong đó số bệnh nhân có nồng độ cồn cao giảm nhẹ. Ý thức người dân là cải thiện rất là rõ rệt, và những trường hợp mà có uống rượu mà đi ra ngoài đường thì đa số là đã đi xe, thuê xe để đi về, hoặc là có thuê người lái xe để đi về. Cái đấy hoàn toàn thấy rõ, bởi vì là bạn bè, anh chị hay là các cô, các chú
có uống rượu và đi về toàn là thuê xe để về hết. Nhưng mà vẫn có những tình trạng mà đi xe, tự lái xe và bị tai nạn giao thông do nồng độ cồn là vẫn có. Đến thời điểm này, bệnh viện đã phân công lịch trực Tết trong các ngày nghỉ Tết, chuẩn bị đầy đủ thuốc men để chủ động tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết sắp tới. Nếu quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông không được nghiêm chỉnh chấp hành, thì số ca nhập viện sẽ còn tăng cao trong những ngày nghỉ Tết. Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và mừng xuân Canh Tý 2020, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam giới thiệu tới công chúng triển lãm chuyên đề Mùa xuân vĩnh viễn. Triển lãm giới thiệu 59 tác phẩm nghệ thuật về đề tài mừng Đảng mừng xuân của 54 tác giả thuộc nhiều thế hệ từ mỹ thuật Đông Dương, mỹ thuật kháng chiến tới thời nay. Triển lãm Mùa xuân vĩnh viễn phản ánh những cách nhìn và biểu đạt đa dạng của nhiều thế hệ họa sĩ, nhưng tự chung lại là tình cảm nồng thắm các họa sĩ dành cho mùa xuân, cho Đảng, cho đất nước. Bằng ngôn ngữ tạo hình riêng biệt, mỗi tác phẩm đã ghi lại những dấu ấn lịch sử, thể hiện cái nhìn gần gũi, lạc quan trước những đổi thay phát triển của đất nước và con người trong không khí mùa xuân tươi vui, trọn vẹn. Triển lãm mở cửa miễn phí từ ngày 16 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2 tới. Trong những ngày cuối năm, cùng với những đoàn xe hối hả từ Hà Nội đưa khách về quê đón Tết, thì còn có những chuyến xe yêu thương chở hàng trăm bệnh nhân ung thư về quê đón Tết. Đây là hoạt động thiết thực của Bệnh viện K nhằm giúp đỡ bệnh nhân trở về đoàn tụ với gia đình trước tình hình quá tải của các bến xe dịp Tết Nguyên đán. Xúc động, bồi hồi là tâm trạng của hầu hết bệnh nhân đang điều trị ung thư tại Bệnh viện K trước khi lên xe để về quê ăn Tết cùng gia đình. Thay vì phải ra bến xe đông đúc, hàng trăm bệnh nhân ung thư được đón xe ngay tại bến xe đặc biệt của Bệnh viện K. Toàn bộ chuyến xe này đều được khởi hành miễn phí, đưa người bệnh về các tỉnh, thành phố, trong đó xa nhất là tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Chuyến xe yêu thương là món quà Tết đặc biệt mà các đơn vị tổ chức muốn trao cho mỗi bệnh nhân. Việc tổ chức những chuyến xe yêu thương giúp các bệnh nhân yên tâm, ấm lòng khi trở về quê ăn Tết. Chuyến xe không chỉ dành cho người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện K, mà chương trình cùng chia sẻ với bệnh nhân điều trị tại 10 bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội như Bệnh viện 103, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức. Đây cũng là những món quà tinh thần đáng quý mà các cán bộ nhân viên y tế và nhiều nhà hảo tâm dành tặng cho bệnh nhân dịp Tết đến xuân về. Mới đây, đoàn từ thiện của Bộ Công Thương, Hiệp hội Môi trường Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Tăng trưởng Xanh và Bảo vệ Môi trường cùng các nhà tài trợ đã tới thăm hỏi, tặng 34 suất quà Tết và hướng dẫn lắp đặt 60 đèn năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thôn Khâu Thán, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Với tinh thần gắn kết yêu thương, đưa niềm vui đến với những địa bàn khó khăn, đoàn từ thiện của Bộ Công Thương, Hiệp hội Môi trường Công nghiệp Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Tăng trưởng Xanh và Bảo vệ Môi trường cùng các nhà tài trợ đã đến hỏi thăm tình hình đời sống của đồng bào dân tộc Mông tại thôn Khâu Thán. Được biết, đây là thôn duy nhất của xã Tú Lệ chưa có điện lưới quốc gia phục vụ sản xuất, sinh hoạt và học tập của con em. Nhân dịp chào đón năm mới Xuân Canh Tí 2020, đoàn từ thiện đã tặng quà và 60 chiếc đèn chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời và hướng dẫn cách lắp đặt sử dụng, trong đó trao tặng 34 chiếc đèn năng lượng cho 34 hộ đồng bào dân tộc Mông tại thôn Khâu Thán. Số đèn còn lại sẽ được sử dụng làm đèn thắp sáng tuyến đường du lịch tại thôn Phạ Dưới, xã Tú Lệ. Đây là hoạt động thiết thực giúp đồng bào vùng đặc biệt khó khăn có điện chiếu sáng phục vụ đời sống hàng ngày, thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương, chung tay cùng người dân đồng bào dân tộc vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn đón Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đầm ấm, yên vui. Cộng đồng dân tộc Cống là một trong những dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh Điện Biên với hơn 210 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống rải rác ở 5 bản vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhằm động viên, chia sẻ, hỗ trợ cho cộng đồng dân tộc Cống có điều kiện đón Tết dân tộc cổ truyền ấm áp. Dịp đón Tết Canh Tí, công tác chăm lo đến đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc Cống đã được cấp ủy, chính quyền các cấp, các đoàn thể xã hội quan tâm, triển khai bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa. Vùng khó biên giới Hủy Moi của cộng đồng dân tộc Cống những ngày cận Tết dường như vui hơn, nhộn nhịp hơn bởi các hoạt động thiện nguyện của những đơn vị đoàn thể xã hội về trao quà Tết cho người dân nơi đây. Vượt quãng đường 600 km, những suất quà Tết gồm quần áo, đồ gia dụng, nhu yếu phẩm,
của những tấm lòng hảo tâm đã đến được với bà con người Cống ở bản Hủy Moi trước dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. Dịp trước Tết, người dân trong bản ai cũng được tặng quà, rất nhiều đồ dùng trong gia đình. Tôi và người dân trong bản rất vui vì không phải vất vả đi mua sắm hàng hóa trong dịp Tết thêm nữa, nhận được sự quan tâm của các đoàn thể trong và ngoài tỉnh. Dân bản rất cảm ơn. Dịp Tết là có quà, gần đấy là dân là rất là khó khăn mà rất là đảng nhà nước quan tâm, thì dân cũng rất phấn khởi mà ăn Tết đón xuân vui mừng. Ngoài hỗ trợ trao quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn ở bản biên giới Hủy Moi, trong hành trình về với vùng cao, các đơn vị đoàn thiện nguyện còn trao 19 suất quà cho các cháu mầm non ở bản Hủy Moi và hàng trăm suất quà khác. Ngoài bản Hủy Moi ra thì chúng mình còn đi 2 điểm xã nữa, và tặng áo cho hơn 500 cháu học sinh và tặng quà cho hơn 30 hộ của bản Hủy Moi ngày hôm nay. Thì cũng là một cái nhóm toàn là con em người Thái đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, thì cũng là những người đã ra đi từ những cái mảnh đất rất là khó khăn, cho nên là cũng đồng cảm với những cái khó khăn đấy của đồng bào, thì đã phát động một cái chương trình thiện nguyện để đến với bà con. Là đơn vị kết nối phối hợp với các đoàn tổ chức các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn, huyện đoàn Điện Biên đã tích cực chủ động phát huy sức trẻ trong các hoạt động xã hội để trao tặng những suất quà đến được đúng người thụ hưởng. Huyện đoàn Điện Biên cũng đã tăng cường kết nối với các điểm cầu, các điểm bản, thôn bản khó khăn để góp phần mang những cái tình cảm của các anh chị, các nhóm thiện nguyện và các nhà tài trợ đến với bà con. Xuân Canh Tý đang đến gần, cộng đồng các dân tộc cũng đã chuẩn bị mọi điều kiện để đón xuân yên vui đầm ấm, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng làng bản. Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù của giáo dục vùng cao, các em học sinh ở nhiều địa bàn của tỉnh Lào Cai vẫn phải học tập trong môi trường còn nhiều khó khăn thiếu thốn. Để bù đắp lại những thiệt thòi cho học sinh, những chương trình vui xuân đón Tết đã được các thầy cô giáo tổ chức tại hầu hết các trường học. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị và các bạn cùng các em học sinh bản Mông, Tả Ngải Trồ, Mường Khương cùng tìm hiểu, cảm nhận hương vị Tết cổ truyền thông qua các hoạt động ngoại khóa, cũng là những trải nghiệm rất tuyệt vời cho các em học sinh nơi đây. Những buổi học cuối cùng trước khi về nghỉ Tết của các em học sinh vùng cao Tả Ngải Trồ. Các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian, những buổi tiệc tất niên đủ đầy do chính các em và các thầy cô giáo trong trường chuẩn bị. Các em được tham gia làm bánh dày, gói bánh chưng hay đồ xôi ngũ sắc. Đây thực sự là những trải nghiệm không thể quên đối với các em học sinh trường Trung học cơ sở Tả Ngải Trồ. Ngày hôm nay em tham gia các hoạt động này thì em thấy rất là vui và phấn khởi. Và cũng thông qua hoạt động này thì em cũng học được nhiều cách làm được rất là nhiều loại bánh của dân tộc, như là bánh trôi, rồi là xôi, bánh dày, bánh chưng. Từ đó thì em sẽ cố gắng là giữ gìn và phát huy cái nền văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Không chỉ tham gia làm mâm cỗ tất niên, hầu hết các hoạt động ngoại khóa của nhà trường đều gắn với chủ đề mùa xuân. Ngày hôm nay, các em học sinh ở Tả Ngải Trồ súng xính trong những bộ trang phục truyền thống. Các em được hát những bài hát, những điệu múa sinh tiền, múa khèn của dân tộc mình trong niềm vui xen lẫn tự hào. Ngày bình thường thì các thầy cô giáo vẫn cho bọn em múa gậy sinh tiền và khèn ô. Và ngày hôm nay em thấy rất là đặc biệt và bọn em được múa khèn ô. Em cảm thấy rất là vui và háo hức bởi vì sắp đến Tết rồi. Để có được một buổi ngoại khóa cho các em như thế này, nhà trường đã phải huy động nhiều nguồn xã hội hóa, kêu gọi hỗ trợ quà cho các em học sinh. Có thể thấy ở địa bàn gần 100% đồng bào người dân tộc Mông sinh sống, việc tổ chức một ngày hội đậm chất dân tộc Mông của trường Trung học cơ sở Tả Ngải Trồ là một trong những điểm nhấn trong triển khai mô hình trường học gắn với bảo tồn văn hóa. Với cái mục tiêu là giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Mông tại xã Tả Ngải Trồ, thông qua cái chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn giáo dục cho các em học sinh có ý thức giữ gìn, phát huy cái truyền thống, cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc Mông trên xã Tả Ngải Trồ. Đồng thời cũng là một cái hoạt động mà chúng tôi tạo những cái niềm vui, niềm phấn khởi cho các em học sinh sau các giờ học. Từ đó thu hút học sinh đến trường, đảm bảo đi học chuyên cần. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế, các trường học vùng cao tổ chức ăn Tết cho học sinh với nhiều hình thức khác nhau. Vậy nhưng những hoạt động này cùng chung ý nghĩa là nguồn động viên khích lệ tinh thần để các em có thêm điều kiện đến trường và có niềm tin trọn vẹn đón năm mới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.